Mến chào anh em nha. Hôm nay trước khi đóng hàng cho anh em thì em tranh thủ qua làm một đoạn video giới thiệu và cũng như hướng dẫn sơ bộ về cách chế tay lái khi lực. Nói chung đã chế thì tất cả các động cơ các chiếc xe trên đời đều chế được hết. Quan trọng là anh em có chịu chế không thôi, chứ nếu một khi đã chế rồi thì xe nào chế cũng được. Máy cày hay là tàu thợ bè hay là xe ben ô tô các loại. Thông thường thì anh em thường mua cái này về chế cho tàu bè và máy cày. Thì đây là tàu bốn lỗ đi. Có bốn lỗ thì hầu như là nó chỉ có hình thức nó giống nhau hết, chức năng giống hết, nhưng mà chẳng qua là mỗi công ty nó làm sẽ khác nhau tí xíu, cũng như chất lượng cũng như mà giá cả thôi. Đây là cây cốt cốt anh em đã làm sẵn này, rất là đẹp, cây có hơn 100.000 thì nó cắm vô cái bốt này, bật cái nút này lên là cho nó có rơ niềng. Tháo cho mình coi thử nè, đó tháo ra nè. Thì cái cây cốt này chức năng nó sẽ chạy vô đây nên nè, đó. Thì bây giờ buông lại, mình chỉ cần hàng chỉ sắt thì để lên cái bộ lăng nữa là xong. Đây là ti, thì đủ loại cho anh em nha. Thì tùy theo kích thước chiếc xe nên bên em có đủ loại ti hết, ngắn có, dài có, to có, nhỏ có, bé có, mini cũng có luôn. Đây những cái ti dùng cho chế bốt lái này, đó. Có đồ tin sẵn luôn, ti này ti hàng riêng nha anh em nha. Hành trình của nó là có đủ hết từ 20, 30, 40 hai chiều nha anh em. Ti này là cốt Ronia thì thôi là mình đã chế được rồi, lấy đường nhớt từ cái bơm tổng của xe chia qua là xài thôi. Thì hồi trước em đã có hướng dẫn sơ rồi, giờ em ôn lại cho anh em nhớ, giờ anh em chưa có nhớ lắm. Thì cái bốn lỗ mình nó chỉ có bốn kia, bốn cái lỗ này ký hiệu nó khác nhau nè. Bên này là BT, BT là bó tay đó. Bên này là AB. Thì mình sẽ nói lại cái ý nghĩa của nó là sao. Cái B này á, chữ B nè. B này là nhớt từ cái bơm tổng của xe mình truyền qua cái lỗ B này. Thì khi mà nó truyền vô mà mình chưa có lái á, nó sẽ thoát về cái chữ T này. Thì anh em truyền vô cái chữ B này, nhớt vô, nó sẽ thoát ra cái chữ T này. Đó. Còn AB thì đi đâu? AB này rất đơn giản, AB là mình sẽ truyền hai cái AB này vào hai cái lỗ của cái ti hai chiều này nè. Cái ti nó có hai lỗ nè, hai chiều là nó sẽ có hai lỗ. Thì anh em cho A ăn được mà B ăn được, anh em mình không chuyên nghiệp thì cứ chơi mù, cắm vô xong mình sẽ lái thử, nếu mà nó bị ngược thì mình đổ lại là xong. Đúng anh em không? Đó, AB là vô hai cái lỗ ti hai chiều như cái này, này lỗ, ví dụ mình cho lỗ B vô đây, lỗ A vô đây, đó. Ví dụ mình cho mình lái cái bị ngược, ôi rồi ngược thì đơn giản thôi, ngược mình đổ lại, B thành A thành B. Còn như cái đầu tiên này bắt vô cái bàn tay của cái dò gà xe nha anh em nha. Thì bên em chỉ có bán hai cái dạng bút này thôi, giá thành cũng phải chăng, hơn 1.000.000 một cục à. Còn ti thì đủ loại anh em nha, từ mấy trăm, mắc nhất thì chỉ có hơn 1.000.000 một cây thôi, toàn hàng bãi đẹp. Cái ti thì anh em nên mình khuyên sử dụng hàng bãi cho nó chất lượng tốt. Còn cái bốt này thì em khuyên nên sử dụng hàng mới thì nó sẽ khỏe cho anh em mình chế tạo hơn. Tại những hàng bãi á, bên trong này cấu tạo nó rất là phức tạp, nhiều khi bên nước ngoài ta xài nó nhão, nó lỏng rồi mà mình mua về mình không biết sử dụng là không hay. Cái ti quá đơn giản này, ti này nó chỉ bị bể phốt là thay phốt cho vài chục ngàn là xong. Nhưng mà cái bốt này là rất là quan trọng. Hồi xưa em cũng có bán hàng bãi nhưng mà bị người ta mắng vốn nhiều quá, người ta nói quá nên em sợ, rồi nên em bán hàng mới cho anh em xài cho bảo đảm. Đồng ý là nó là hàng Đài Loan Trung Quốc nhưng mà nó cũng phải được vài năm anh em nhé, đừng suy nghĩ. Chứ còn giờ hàng bãi Nhật mà giờ nó hư rồi thì cũng bó tay. Thật là có nhiều người ta phục hồi lại á, thì không biết cách người ta làm sao. Nếu mà người thợ có tâm, ta phục hồi tốt thì vẫn xài ok vài năm. Nhưng mà giờ hợp nó phục hồi không kỹ, có khi vài ngày hư rồi thì nó công anh em mình là tiền mất tật mang. Nhưng mà những cái bốt bãi cũng không có rẻ đâu, bốt hàng bãi giờ cũng phải trên 2 triệu một cục. Thì mình mua cái bốt hàng mới này có 1 triệu mấy xài cho khỏe hơn, vài năm hư mua cái khác. Ok, thì anh em mà nếu có thắc mắc hay cần tư vấn gì thêm thì cứ comment cho em.
Nếu cảm thấy video này có ích lợi hay là hay thì anh em cứ chia sẻ cho cùng nhiều cùng biết, và nhớ bấm chuông cũng như đăng ký kênh ủng hộ em nha. Còn muốn liên hệ trực tiếp để tư vấn thì cứ liên hệ em 0978994833 hoặc là 0978994833 hoặc là 0888777077, em có hai số chính em đó. Em nè, em còn rất nhiều bóp lái nè, đưa tay điều khiển nè, từ 1 cần đến 4 cần. Mà rất nhiều đang bị đóng cho anh em đây. Phân phối các loại anh em nha, 2 cần, 3 cần, 4 cần đầy đủ hết. Đây là motor hiệu lực đủ loại. Anh em nào vào việc cứ liên hệ ủng hộ em nha. Cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một ngày mới thành công và nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại video sớm nhất.